khi các bạn bước vào KVK 1 ấy, thì rất nhiều bạn thường đặt câu hỏi cho mình đó là làm thế nào để các bạn có thể lấy được cái skin nhà cực kỳ đẹp với cái tên là Hoàng Hôn Buông Xuống này. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn, chính xác hơn sẽ là qua một cái bạn khác đã lấy được cái skin nhà này ở KVK 1 rồi nha. Cũng như chúng ta sẽ review xem rằng liệu cái nick lấy được nhà KVK 1 ấy thì bạn ấy đã chuẩn bị những gì. Đó, đầu tiên thì mình muốn xem ở trong nhà đi. Skin nhà rất là đẹp nhưng mà bố trí thành phố thì trông cực kỳ đơn giản các bạn. Và đây chính là cái skin nhà KVK 1. Cái skin nhà này thì các bạn bắt buộc phải đua được top danh dự nằm trong top 20 ở KVK 1 các bạn mới lấy được cái skin nhà huyền thoại này nhá. Đây là một cái skin nhà huyền thoại mà mình thấy là đẹp nhất trong game rồi. Thiệt hại kỹ năng cộng 5%, kinh nghiệm chỉ huy thêm 5% và tấn công bộ binh sẽ mất đi 10%. Rất là thích hợp với những bạn mà chơi kỵ cũng như là chơi cung nha. Còn chơi bộ binh thì nó không thật sự là tối ưu cho lắm. Ở đây thì bạn cũng có nhà hoa sen luôn, và cái skin nhà hài hòa hoàn hảo, và cái tiệc phục sinh. Đó, cái hoa sen này chứng tỏ là bạn cũng đã ủ ạc thành công. Và cái nick ngày hôm nay của chúng ta có cái tên đó là Kappa Đam Mệt nha các bạn. Và chúng ta có thể thấy ở đây là bạn đã VIP 13 rồi sau số ngày đăng nhập liên tục là 149 ngày. Tuy nhiên thì nick này cũng không phải là một nick cày chay nha các bạn. Nick này là một nick có nạp tiền, tuy nhiên số lượng nạp là không nhiều. Như mình đã nói rồi, đa số những cái nick mà còn cái sự kiện đường đến vinh quang này thì không phải là nạp nhiều nha các bạn. Đó, và dưới này thì mình thấy là bạn nạp game tháng rất là nhiều luôn. Hiện tại bạn đã nạp tới 3 tháng game tháng rồi. Nó đang bị che mất. Đấy, các bạn có thể thấy được là ở đây là 94 ngày. Và cái quỹ tăng trưởng thì bạn cũng đã mua luôn rồi. Thì đây là một nick nạp có thể nói là gần như là chuẩn theo cái suy nghĩ của những người chơi mà nạp ít rồi các bạn. Và cái sức mạnh của nick này hiện tại đang là 22.600.000 tao, điểm tiêu diệt là 57 triệu. Đấy, thì bạn ấy có nhắn với mình ấy, đó là do là đèo 4, địch không thèm đánh, là điểm Q khá thấp. Đấy, tuy nhiên thì mình nói các bạn luôn là K1, K2 thì không thể nào các bạn có cái điểm Q nó nhiều được đâu. Rất là hiếm các bạn có thể lên được nhiều Q, bởi vì các bạn sẽ phải dùng thêm tăng tốc nữa, nó hơi phí một tí. Nên là mình thấy là cũng không phải vấn đề gì. Ở đây thì sức mạnh tối đa 22.600.000 này, thu hợp tài nguyên là 1.500.000 rồi. Và mình sẽ xem về tướng của nick này nha. Hiện tại thì bạn có ở đây đó là con Richard 5511 mặc cho mình ở đây. Đó là set lam kẹp tím và có một cái quần cam đã tinh luyện rồi. Đây là cái quần rất tốt cho bộ binh. Bên cạnh thì bạn cũng có CM. Wow, 149 ngày mà cũng có hai món cam cho CM rồi các bạn. Ở đây chúng ta có 4 món tím và 2 món lam nữa. Cũng biểu trưng luôn cái áo choàng hy vọng rồi. Một người chơi chuyên bộ các bạn. Và con CM của bạn hiện tại đang có mức skill là 5511 AE max skill rồi. Có Mina luôn, Mina 5511. Thực ra thì đối với mình Mina 5511 là đã khá ổn để các bạn chơi rồi. Mức đầu tư không quá cao, khoảng 500.000 mà thôi. Nhưng các bạn cũng có một skill 1 gây sát thương hệ số trực tiếp là 1.400. Và các bạn sẽ có tỷ lệ gây thêm sát thương mỗi giây thêm 600 đam nữa. Cực kỳ ngon để các bạn đánh nhau cũng như là đánh man rợ nha. Và quan trọng là cái chi phí của nó ít hơn so với các bạn max rất là nhiều. Nó chỉ bằng khoảng 1/9, 1/10 thôi. Và đây bạn cũng có là Di Song Di max skill luôn. Tuy nhiên mình sẽ bật mí các bạn, đó là con Di Song Di này không thật sự tham gia vào quá trình lấy top KVK 1 của bạn ấy nhiều lắm đâu nha. Chúng ta có ở đây là Cao Cao 512 này, Sơn Đế Ốc 55, Cleopatra 44, Isida thì 25. Rồi, dưới này là mấy con tướng chìa vàng thôi, đều đã max skill 1 hết rồi. Tướng tím ở đây thì bạn lựa chọn cho mình, đó là Tôn Tử, Bjorn, Bailey và Doan nha. Cả 4 con tướng này đều là 4 con tướng mà mình nghĩ các bạn nên lên ở giai đoạn K1. Thực ra ấy, chỉ có duy nhất Tôn Tử là các bạn có thể xài được lâu. Doan các bạn có thể đi farm và đi hỗ trợ từ đầu đến cuối game luôn. Và con Bailey các bạn có thể cho đi bóc mỏ nhặt run. Thì đó là 3 con tím mà mình nghĩ các bạn là nên lên đầu tiên. Còn lại là những cái con tiếp theo, ví dụ ở bờ Zon đây, nó chỉ là một con kép phụ thôi, nhưng cũng rất là ổn. Và đặc biệt đó, dưới này bạn có Matilda max skill, chắc chắn đây sẽ là một nick đào game các bạn. Những cái nick ở max skill Matilda sớm này chắc chắn là sẽ thích đào game. Và đây mình có là Moon Deox thì cũng max skill rồi. Còn lại dưới này chúng ta không có tướng gì nhiều các bạn. Rồi tiếp đó mình sẽ soi về hòm đồ nhá. Thì hòm đồ với nick này tài nguyên không nhiều lắm. Game ở đây bạn còn tới 27.000 game các bạn. Và cộng với ở ngoài 34.000 game nữa thì như vậy cái nick này cũng có khá là nhiều game nhá. Tài nguyên trong túi cũng còn nhiều này. Tăng tốc xây dựng thì ok nhá, không ít không nhiều. Tăng tốc huấn luyện cũng ok luôn. Tăng tốc nghiên cứu ít, tăng tốc chữa thương nhiều. Đây có lẽ là một cái phần lý giải cho việc tại sao key point thấp các bạn, bởi vì tăng tốc chữa thương bạn này còn khá là nhiều nhá. Ít chữa thương đấy, có thể là do địch không đánh. Còn dưới này là tăng tốc chung cũng nhiều luôn. 3.900 cái tăng tốc 60 phút. Một đống tăng tốc 24 giờ với tăng tốc 3 ngày này khá là ngon. Ở ô tăng mạnh thì ở đây bạn có mấy cái tăng quân thôi. Bắt đầu có tăng quân 20.000 do đánh ạc rồi. Còn dưới này chúng ta có đó là cái mở rộng đội quân 50%. Cái này nếu các bạn muốn mua, các bạn phải mua bằng game nhé. Là có giá rẻ nhất các bạn có thể mua trong con bé buôn lậu giá 1.500 game. Còn đối với cái kho dự trữ cấp 5
thì cũng nhiều bạn hỏi mình. Câu trả lời là các bạn sẽ đánh sự kiện trước rương của thần Osiris nha. Cuối tuần này cũng có cái sự kiện đó thì các bạn nhớ đánh. Nếu các bạn thắng các bạn sẽ được một cái này. Rồi ở ô thiết bị ở đây chúng ta có là vật liệu này. Vật liệu còn ít thì các bạn. Nhưng mà mình khá ấn tượng với ba món đồ cam nha. Mình cảm giác bây giờ các bạn đúc đồ cam rất là nhanh. Và ở đây thì bạn đang có đó là một set tím farm. Không biết là bạn mua hay là bạn đúc đây. Mình nghĩ có khả năng cao là mua các bạn. Bởi vì một nick mà gọi là game thủ như thế này chắc chắn là sẽ mua gói đấy. Nói chung là nick Kappa này thì mình thấy là cũng có tìm hiểu game trước rồi. Thành ra là chơi rất ổn nha các bạn. Đây mình có 16 cái rương kho báu nữ hoàng chiến binh này. Mở luôn và không được cái chọc nào. Hôm bữa mình thấy có mấy ông khoe trên Facebook là mở 3 rương với lại 2 rương được chọc. Đó là 2P chưa được các bạn. Rồi dưới này thì không có gì nhiều các bạn. Sách giao ước đã có 780 cái này. Chọc vàng còn 112 cái. Và dưới này là mấy cái tượng tướng bình thường thôi. Đó các bạn có thể thấy tướng tím ngay từ giai đoạn KVK2 là bắt đầu nó đã thừa ra nhiều các bạn. K2 trở đi là bắt đầu trong giai đoạn là cam kẹp tím rồi. Còn K3 là đa số còn cam thôi. K4 thì chắc là tím tuyệt chủng luôn. Mình xem qua về Kingdom 2576 nha. Về 2576 ở đây chúng ta đang có top 1 là Snake Dog 193 triệu pound. Một ID cũ nha các bạn. Nhưng mà Q-Point thì cũng hơi thấp 1 tỷ 2 thôi. Tuy nhiên để đạt được cái mức pound là 193 triệu chắc chắn đấy phải là một cá voi rồi. Người bình thường không thể lên được mức bao đấy được các bạn. Lâu lắm. Rồi thế này thì không có gì ấn tượng lắm với dàn top bao các bạn. Top 1 chênh với những top dưới khá là nhiều. Điểm tiêu diệt thì sao? Top 1 điểm tiêu diệt 1 tỷ 4. Top 2 1 tỷ 3. Top 3 là 1 tỷ 2 ông hồi nãy đấy, 1 tỷ 4. Đa số là ID cũ nha. Như vậy là một cái team nào đó đã quyết định là bay về Kingdom 2576 này. Quà liên minh hiện tại mình thấy là quà 19 rồi. Như vậy cũng là một nick cũng được hit gương. Nhưng mà không nhiều lắm các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ quay về chủ đề là làm thế nào để bạn có thể lấy được cái skin nhà KVK1. Mình khá là ấn tượng khi mà những cái người chơi các bạn có thể lấy được cái skin nhà này. Thì theo chia sẻ của bạn, thứ nhất đó là bạn đã sử dụng Richard AE để kéo man rợ cho các bạn. Và bạn cũng chia sẻ là kéo bằng Richard AE khá là đuối. Thì lý do ở đây ấy đơn giản thôi. Bởi vì khi mà các bạn là những người chơi nạp ít hoặc các bạn không nạp tiền, các bạn không thể nào mắc được con Z song Z này quá sớm đâu. Mình sẽ xem con Z này đã mắc lâu chưa. Z bạn mới mắc vào ngày 21 tháng 5 thôi. Đó, như vậy là cái giai đoạn đấy là cũng là sau KVK1 hoặc là gần hết KVK1 rồi. Và ở đây bạn cũng dồn vào là 608 tượng cho con Z song Z này. Như vậy bạn đã quyết định đó là kéo man bằng Richard AE. Và ở đây một cái lời khuyên tiếp theo của bạn ý dành cho những người chơi muốn được top KVK1. Đó là các bạn nên nâng Richard 5511 để dễ kéo man hơn. Bởi vì con Richard 5111 thì theo như bạn ấy đánh giá là kéo man ở King Land rất là đuối. Còn nếu mà các bạn lên 2 skill như thế này thì các bạn có thể kéo man ở King Land cực kỳ ngọt nhá, mà không phải về nhà nhiều. Tiếp nữa là về chiến lược sử dụng AP. Những bạn mà đang có ý định lấy cái skin nhà huyền thoại KVK1 thì các bạn cũng nên lựa chọn đó là không xả AP ở sự kiện pre-KVK. Các bạn sẽ muốn tiết kiệm nhiều AP nhất để sau đó các bạn có thể lôi vào kéo man khi mà các bạn vào trong map nhá. Và có một điều đặc biệt đó là theo như cái bạn Kappa đánh giá thì các bạn nên chạy pháo đài 10 thay vì kéo man rợ, như vậy nó sẽ lợi hơn. Và cái thời gian mà bạn này chia sẻ để kéo man ấy, đó là bạn đã sử dụng trung bình tầm 10 tiếng một ngày để kéo man các bạn. Thì cái này có lẽ nghe đây rất là nhiều bạn sẽ là ngán ngẩm, nhưng sự thật là như vậy các bạn. Nếu mà các bạn sử dụng nhiều thời gian hơn thì các bạn mới có thể lấy được skin nhà KVK1. Có một cái đặc điểm của KVK1 ấy, đó là các bạn sẽ rất khó tích được cái bình này. Đa số lượng AP của bạn là như nhau. Nếu những người chơi khác lựa chọn sử dụng cái bình AP vào cái giai đoạn pre-KVK thì khi vào trong map họ sẽ không thể nhiều AP bằng các bạn. Thứ hai đó là việc kéo man, nó sẽ tiết kiệm AP cho các bạn nha. Đơn giản bởi vì khi các bạn đánh một con man rợ ấy, các bạn sẽ chỉ mất ở đây đó là 50 AP mà thôi. Và với việc các bạn kéo man rợ liên tục, sử dụng những con tướng có skill đánh lan để đánh trúng những con man rợ lân cận ấy, thì các bạn sẽ sử dụng 50 AP này để kéo được nhiều man rợ nhất có thể. Như vậy nó sẽ rất là tiết kiệm nhá. Và cái trong cái túi đồ này ấy, thì bạn ấy không còn cái điểm của KVK1 nữa. Thực ra thì ở trong giai đoạn KVK1 các bạn sẽ có một cái điểm danh dự cá nhân, nó nằm ở trong túi này. Nó sẽ cho các bạn khá là nhiều nhá. Những cái nhiệm vụ như là yêu cầu các bạn đánh man rợ này, đó thì các bạn không nên xài ở giai đoạn đầu KVK, mà các bạn nên tích trữ. Và khi nào mà gần hết cái sự kiện đua top ấy, các bạn sẽ xả vào những cái giây phút cuối cùng. Như vậy sẽ tạo sự bất ngờ cho đối thủ và khiến các bạn có thể giật được top nha. Và đương nhiên khi mà vào map KVK1 thì các bạn cũng không được quên đó là hit bệ thờ cũng như là những cái di tích. Những cái công trình này sẽ cung cấp cho các bạn một lượng lớn điểm danh dự nữa. Và tóm lại để tổng kết thì lấy skin nhà huyền thoại ở KVK1 theo như bạn ấy đánh giá là khá là đơn giản. Chỉ có duy nhất một yếu tố đó là tốn thời gian mà thôi. Các bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian để kéo man rợ và cực kỳ phải siêng nữa. Đó, và hiện tại như các bạn thấy đó là bạn này cũng là một game thủ đích thực luôn.
truyền nhân của F2P hay sao các bạn ạ, khi mà liên tục đi farm game và sử dụng một đạo WeChat gì để kéo man. Có nhiều bạn nói rằng kéo man rất là mất thời gian đúng không, thôi thà để thế này thế kia đi, đào game mất thời gian. Tuy nhiên thì đó là cách chơi của mỗi người, và hiện tại cái nick Kappa của chúng ta đã chơi theo cái trường phái gọi là nông dân kéo man với lại cày game, và bạn đã có những cái thành công nhất định. Hiện tại thì bạn cũng đã VIP 13 rồi, tương lai thì bạn sẽ VIP 14 sớm thôi, có lẽ là trong KVK2. Rồi vừa rồi là video review một cái nick đã ăn được skin nhà KVK1, cũng như là những chia sẻ từ đích thân chính chủ về cách mà bạn ấy đã lấy được nhà. Thì các bạn có nhận xét như thế nào về quả nick này, cũng như theo các bạn đâu là cách để các bạn ăn nhà huyền thoại KVK1? Các bạn đã từng ăn được cái nhà huyền thoại ở KVK chưa thì hãy bình luận ở phía bên dưới nha. Và đừng quên để lại một like và đăng ký kênh cho Đội 2P. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye.